Cái này có thể giúp gia đình có là một cái điều gì đấy để... Chất là có hồn và thật người. Gia đình vừa xúc động nhưng mà cũng rất là phấn khởi. Lúc cũng may là cũng lại gia đình vẫn lưu giữ được. Thì xong sau đấy là lấy đi mới phóng to ra, nhưng mà phóng to ra thì trong cái thời gian mà nó để lâu quá thì ảnh hưởng bị trong bong chóc đi thì nhìn nó cũng không rõ. Cái này là cũng là giúp cho cái gia đình, như gia đình tôi vượt đi được nỗi đau buồn, và cũng là cái này nó cũng là một cái nguồn cổ vũ động viên. Thật sự những bức ảnh mà bóng phí nhận thì đều bị thời gian nó làm phai mờ hết rồi. Có những bức ảnh nó chỉ trắng trơn và dựa vào sự miêu tả của gia đình phát họa từ một người thân nào đấy để làm lại bức hình của bác. Cái tư tưởng ban đầu bọn mình làm là không phải vì tiền, bọn mình rảnh bọn mình mới giúp được mọi người thôi. Và họ xứng đáng nhiều hơn như vậy, họ đã hy sinh cả một đời người mà. Nhưng tới thời điểm tại có nhiều người họ cũng có nghĩa là thân xác họ cũng chưa biết ở đâu và cũng chưa hề có một tấm ảnh trọn vẹn. Thì những cái việc như bọn mình làm thì nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Thì có những bức ảnh bọn mình cũng mân mê đến 2-3 ngày, không biết lý do vì sao. Thì mình nghĩ là mình cứ làm tối đa thôi, làm để có thể tả được cái hồn trong bức ảnh đấy. Dạ, thì cái này thì cũng may mắn là gia đình em được biết các anh, được các anh giúp đỡ thì không phải chỉ riêng gia đình em đâu, nhưng mà cả 10 cô gái đều rất là cảm ơn các anh. Ảnh rất là sống động, có thần sắc và đã nhìn thấy được những người thân của mình hy sinh. Bây giờ là bức ảnh này là rất là sống động.